Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh bộ đôi Yamaha N1 E1M 2024 vừa được ra mắt tại châu Á với giao diện mới. Bộ đôi Yamaha N1 E1M 2024 sẽ không có bất cứ thay đổi về mặt kỹ thuật so với phiên bản cập nhật từ năm 2020. Nhưng theo đó, hãng xe mô tô hàng đầu của Nhật Bản sẽ bổ sung cái gam màu sắc mới cho cái mẫu xe thể thao hàng đầu của hãng với giao diện vô cùng bắt mắt. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Kể từ khi cái chiếc Yamaha N1 lần đầu tiên được giới thiệu tới thị trường châu Âu vào năm 1998, nó đã ngay lập tức trở thành một trong những cái sản phẩm đình đám nhất. Cho đến nay có cái sự phát triển hơn nữa và sáng hệ mới nhất thì hiện đã có được là cái mẫu thứ 7 của cái dòng sản phẩm này, được cập nhật lần cuối cùng vào năm 2015 và có những thay đổi nhỏ vào năm 2020. Phiên bản cập nhật kể từ đó cũng sẽ vẫn được ở dụng trên mình cái mẫu của năm 2024 lần này. Về mặt thông số kỹ thuật, động cơ của chiếc N1 sẽ được trang bị cho mình động cơ lực 4 xanh dung tích thật là 997cc. Đánh lửa chéo, nó mang lại cái sự cá tính âm thanh cho cái phần động cơ, cung cấp cái công suất tối đa là 200 lực, tại ngưỡng vòng tua máy là 13.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 113.3 Nm, tại ngưỡng tua máy là 11.500 vòng trên phút. Trong khi động cơ của chiếc EOM nó cũng cái dạng cũng tương tự, nhưng cái sự khác biệt cho việc tận dụng những cái vật liệu đó sẽ là vật liệu cùng loại được ứng dụng cho những cái cuộc đua hoặc đã được sự cạnh tranh. Về mặt cái cập nhật liên tục từ cái phiên bản trước đó là về cái tính khen học nó tốt hơn 5% bằng cách cải thiện cái phần dàn áo và một vài điểm khác nữa, và sau đó là cái phần tay đẩy van Figure Rocker Arm hoàn toàn mới, cũng như là hệ thống lọc banh đặt mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 5. Còn đối với cái hệ thống chơi trước thì tận dụng cho mình cái lợi hành trường cây dây 3 với kích thước là 43mm. Ngoài ra nó còn những cái điều chỉnh hệ thống kiểm soát phanh mới, nó ổn định hơn trước. Nó hoạt động liên quan đến các khả năng tăng tốc và cái độ nghiêng của xe, bao gồm những cải tiến trong cái hệ thống phun nhiên liệu để cung cấp cái nhiên liệu nhằm phù hợp với cái việc kiểm soát phanh nó mới nhất. Ngoài ra cái kết quả của hệ thống là lane control khi khởi động cũng đã được nâng cao. Thay đổi cây điện tử sang cái mẫu là ABS-C nó nhẹ hơn và phản hồi tốt hơn khi chúng ta mở ga. Tất cả những cái điều này là những cái điều cơ bản được chia sẻ với hai cái mẫu là N1 FM. Nhưng đối với cái dòng là N1 thì nó có những thay đổi về cái mặt trang bị dành riêng như hệ thống treo nạp khí là Holland NBX, được coi là cái công nghệ mới nhất hiện nay. Cái bản cập nhật cho năm 2024 sẽ tập trung vào những cái gam màu sơn mới. Trong đó cái chiếc Yamaha N1 2024 sẽ có hai gam màu. Cái gam màu xanh Displays Blue Metallic C, trong khi cái gam màu đen là Black Metallic X. Trong khi đó cái chiếc Yamaha EOM 2024 nó chỉ có duy nhất một cái gam màu tùy chọn là gam màu đen Black Metallic X. Về mặt giá bán chính thức của bộ đôi Yamaha N1 EOM 2024 tại Nhật Bản như sau. Cái chiếc Yamaha N1 2024 sẽ có mức giá rơi vào khoảng 2.365.000 yên Nhật, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 378 triệu đồng. Trong khi cái chiếc EOM 2024 thì mức giá mắc hơn, 3.195.000 yên Nhật, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 511 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiết nhớ like, share, subscribe.